bom nổ trong nhà thờ Công giáo ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Cha sở giáo xứ Emmanuel Busili ở thị trấn Beni cho biết, vào sáng sớm ngày 27 tháng 6 2021, một quả bom tự chế được đặt ở hàng ghế đầu sau bàn thờ, nơi ca đoàn đặt các nhạc cụ, đã phát nổ, khiến ít nhất hai người bị thương nặng. Cha Isidore Kambale Masingo cho biết, bom nổ vào khoảng 6 giờ sáng, trước khi thánh lễ Chúa Nhật bắt đầu. Hai bà mẹ đến nhà thờ sớm để chuẩn bị nhà thờ cho thánh lễ, đã bị thương nặng và được nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Đức ông Laurent Sondia, tổng đại diện của giáo phận Bouton Beni, nói với truyền thông địa phương rằng Ngài tin vụ tấn công nhắm vào đám đông, bởi vì thánh lễ thêm sức được lên chương trình vào ngày hôm đó. Nhiều trẻ em sẽ đến nhà thờ cùng với cha mẹ và các tín hữu khác. Khu vực Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi xảy ra vụ nổ, đã từng hứng chịu các cuộc tấn công từ lực lượng dân chủ đồng minh, một nhóm phiến quân liên kết với nhóm nhà nước Hồi giáo từ nước láng giềng Uganda. Theo hãng tin AFP, có 3 vụ tấn công bằng bom tại thành phố Beni vào cuối tuần qua, sau vụ nổ tại nhà thờ Công giáo, một vụ nổ bom tự sát xảy ra bên ngoài một quán bar. Một quả bom khác đã nổ tại một cây xăng ở ngoại ô thành phố vào ngày 26 tháng 6 trước đó. Tấn công khủng bố nhắm vào Kitô hữu. Tháng trước, Đức cha Melchizedek Sikuli Paluku của giáo phận Butembo Beni đã tố cáo các vụ vi phạm nhân quyền và các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào các Kitô hữu trong giáo phận của Ngài. Ngài nói rằng số lượng các cuộc tấn công khủng bố dường như đặc biệt cao ở phía Bắc của giáo phận chúng tôi. Trong một báo cáo được Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ công bố, Đức cha Paluku nói, các nhóm vũ trang đang phá hủy trường học và bệnh viện, giáo viên và học sinh bị chết. Họ thậm chí sát hại những bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh. Không một ngày nào trôi qua mà không có người bị giết. Ngài kêu gọi ủng hộ các nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố. Chúng tôi cần những trung tâm nơi mọi người có thể đến để trị liệu. Nhiều người bị chấn thương tâm lý. Đức cha cũng tố cáo một dự án quy mô lớn đang được tiến hành để Hồi giáo hóa hoặc trục xuất các nhóm dân bản địa. Bất cứ ai bị bắt cóc bởi những nhóm khủng bố này và sống sót thoát được đều kể lại câu chuyện tương tự. Họ buộc phải chọn giữa cái chết và cải sang đạo Hồi.